về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp hầu tre, qua mấy con đê thăm đường tỉnh quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba, ôi kỷ niệm xưa mãi canh nghèo tòa khói làm còn nhớ nụ cười câu ca mát cười chưa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa lăng đồ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Ai da, trời trưa nắng gai gắt quá, phải chi con bình chè úp qua xoái hay là chè mảng sen húp vào một ngụm thì tâm thần phấn chấn, quên đi cái nắng gai gắt sau một ngày đường dung rủi. Phải vậy không anh Tô? Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà theo tôi đó thì dùng chè tàu Long Tĩnh úp qua thủy tiên, ôi cái thứ chè ấy là cái hương vị đặc biệt hơn cả đoàn ba giai. Thông báo lệnh của quan huyện, kể từ nay dân trong huyện không ai được nói đến tên của quan án sát Nguyễn Văn Tiêu. Ai trái lệnh sẽ bị giả vào miệng ba cái và giải lên huyện xử lý. Ê, trời ơi, cái lệnh này mới anh Tú Sức nè. Ủa còn cái trống cấm này là cái ý gì đây ta? Hãy thử một lần đi, bạn sẽ biết ngay thôi mà. Cái gì vậy? À nhưng mà nó có lợi gì không hả? Tôi đố ai dám đánh vào đó 3 hồi 9 tiếng tôi sẽ trả 50 đồng. Dám không? Trời ơi, tưởng gì có 50 đồng ít quá, ai thèm đánh chi cho nó mỏi tai. 50 đồng mà ít à? Ít. Vậy thì 100 đồng được không? Nhưng mà nếu ngược lại ai không dám đánh thì sao? Tôi sẽ bằng lòng ở đỡ cho anh suốt đời. Riêng tôi đó thì tôi làm chứng cho hai người. Nếu đồng ý tôi sẽ làm giấy cam kết ngay. Được. Vậy thì phiền anh làm cho tôi một tờ giấy cam kết đi. Kỳ này mày chết rồi, ở tù dục xương luôn con ơi. Ở thì ở, có gì đâu sợ. Rồi làm chưa anh Tú? Đây, xong rồi đây. Hai bên cùng ký tên đi. Rồi xong, tới anh ký đi. Rồi. Tiền đây này, tiền đây. Hễ đánh xong là có quyền lấy. Đâu đứa coi ơi, giả thiệt đây. Xong hết rồi hen. Rồi. Anh giữ nghe anh Tu. Rồi. Tu bắt đầu đánh nghe chưa? Đánh đi. Dạ bẩm quan. Đây chính là thằng này đó quan. Nó dám cả gan đánh trống cấm đó quan. Trời ta mệt quá. Cha 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 cha, thằng nào ba đầu sáu tay dám cãi lệnh quan hả? Thằng nào to gan thế? Thằng nào? Dạ bẩm quan trên, dạ chính là con đây à. Vậy là mày ăn tải mật gấu rồi con ơi. Tại sao hả? Xin mấy lời quan hiếu đầu đuôi, xin chớ nên nôn nóng trong lòng. Hai chúng tôi nay mới về quê, xa cách bao nhiêu ngày nên chẳng am tường. Lời mày vừa phân giải bao đi, nợ chôn tôn nghiêm mà người vẫn xem thường. Ta quyết không tha dù là lần đầu, tìm cho người mau trói mang đi. Lính đâu? Dạ. Mau thì hành. Dạ.
Dạ, bẩm quan bình tĩnh nghe em phân bài à. Bởi vì em mới là khách qua đường, thấy đình làng tôn nghiêm đẹp đẽ, cho nên em muốn đóng góp chút công quả vào cái việc trông nom sửa chữa sau này. Nhưng chẳng biết làm cách nào gặp được quan trên, thành thử ra em liều mình đánh trống để được diện kiến. Và sau đây xin quan trên nhận cho số tiền này, gọi là chút lòng thành của em đối với bề trên. Vậy sao? Dạ. Tiền ha? Dạ tiền. Nhiều đây? Dạ 50 đồng mà. Trời ơi, 50 đồng làm lính ba đời không biết có được số tiền đó hay chưa nữa. Nên mày. Dạ. Ai cho phép mày phát biểu? Đứng chỗ khác. Nè, đây là lần đầu ta tha đó nghe. Nhưng xét vô cùng chú em cũng có lòng thành đối với bổn quyền. Dạ. Dạ cảm ơn quan huyện quá khen. Bỏ mẹ rồi. Dạ thưa quan, nó sao hả? Nó có đưa tiền, còn chú mày có đóng góp không? Dạ con thua hết rồi, trả con giày. Không có tiền thì đi chỗ khác chơi. Sơ đó ở đây một hồi ta còng đầu bây giờ. Đi. Cho đáng đời à. Công nhận anh ba giỏi thiệt. Mới có chút xíu mà kiếm được 50 đồng rồi. Phen này anh em tụi mình nhậu cho nó đã nư luôn á anh ba. Rồi ơi, hai đứa mày còn cười trên sự đau khổ của tao được à? Tiền mua chim cho mẹ tao đấy. Về nhà lần này á, chả có chim á, mà cũng mất luôn tiền á. Thế là cuộc đời tao kể như tiêu tùng rồi. Đáng kiểu mày. Bắt quả tang. Cái gì vậy? Dạ bẩm quan. Cái gì mà la hoài à? Chuyện gì làm hết hồn hoài mày? Dạ cái thằng này nó mới kêu tên của quan án sát đó quan. Nó dám cả gan gọi tên quan ám sát hả? Nó nói. Nó gọi sao? Nó nói cuộc đời tao kể như tiêu tùng rồi. Hả? Vậy mà quan, đó quan nghe kỹ không? Sao? Chữ tiêu là tên của quan án sát mình đó quan. Ủa, tiêu là tên quan án sát hả? Dạ đúng rồi. Sao tao không biết? Trời ơi, sao không biết được? Tiêu tiêu. À vậy hả? Dạ. Sao được rồi. Vậy thì giả vô miệng nó ba cái cho tao. Ôi. Biểu mày, biểu. Đưa cái mỏ đây. Đưa cái mỏ lên đây. Đừng. Ôi trời ơi. Sao hôm nay con xui quá nhở? Gì xui? Quan án sát là bề trên của ta. Dám hỗn hào hả? Dạ mau. Em bị ngước cái mặt bên lên nè mày. Xạo nè. Dạ. Trời tiêu nè. Ui da, ui da. Chết con, nè. Chết con rồi. Trời đất ơi, tội nghiệp không? Dạ bẩm quan. Chuyện gì nữa? Dạ hồi nãy em nghe anh lính này có nói tên của quan án sát nữa đó quan. Vậy đâu có, em đâu có nói. Có mà cãi rồi chối hoài. Nói nào. Nè, tôi làm chứng nha. Anh có lặp lại lời của anh này nghe. Ê. Dạ. Mày có lặp lời thì mày chịu đi. Mày không có nói nhiều nữa. Lệnh là lệnh. Ha. Ai tái phạm cũng đều bị trừng trị hết. Tự giả vô mỏ ba cái cho tao. Có đó tại quan hỏi cho nên em mới lặp lại chứ bộ. Giả liền mày. Giờ em tự xử em vậy hả? Ừ. Giả nè, cho mày xạo nè. Mày nè. Trời ơi mấy cái tác nhầm nhò gì. Ây da, đúng, đâu à? Đúng là ông giời có mắt nhá. Mày hại người giờ trước, giờ sau người hại mày à. Tất cả cũng tại hai thằng cha này. Mày giỏi tài theo lẻo không à? Tài theo lẻo mà nhầm nhò gì. Bây giờ tôi biết lý do nào mà quan mà thấp chủng vậy nè. Nó la không á, cái hơi nó la không mà riết rồi quan bị đè xuống mà thấp vậy là cũng lỗi nó luôn đó. Vậy hả? Lỗi hèn kỳ, ta thấy ta không lớn cũng tại mày á. Tụi này ta đuổi mày. Tụi này thấy cái gì là nói cái đó à. Tụi này còn nhiều tài lắm, chưa có dịp trổ ra hết đâu. Vậy hả? Yeah. Nói vậy hai chú em mày còn nhiều tài lắm phải không? Tài gì nói ra cho ta biết coi được không? Chuyện nhỏ thôi. Dạ. Dạ xin lỗi quan à. Ừ. Hồi nào tới giờ đó quan có thường nghe danh hai thằng ba giai tú xuất chưa vậy quan? Chuyện nhỏ, hai thằng đó ta nghe hoài. Ba giai tú hả? Nó vậy chú mày đây là? Từ lâu nay chúng tôi phiêu bồng trên giang hồ, trời phong sương nắng mưa dặm đường mùi đường, dù chồng gái vẫn không bao giờ nao lòng, trừ tham quan chúng tôi không từ nào. Thì ra hai đứa bay nay mò về quê nhà, thì ra hai đứa bay luôn làm hoàng nhức đầu, thì ra
đa hoài thì đa hoài. Đúng rồi, ba gia tứ xuất á, hèn chi. Thứ bẩm của bẩm quan, bẩm quan. Bẩm gì nói mày? Hai ông này giỏi lắm, không không hai thằng này này. Chuyên môn đi lường gạt người đời đó quan ạ. Chính con này, con vừa là nạn nhân lúc nãy đấy. Biết rồi mày, đâu cần mày nhắc. Từ lâu nghe danh hôm nay mới được diễn kiến á. Dạ, không dám, không dám à. Dạ, quan à, quan đừng có nghe người ta ganh ghét mà đổ tội cho chúng tôi nghe quan. Ta nghe nhiều rồi, đừng có chối nữa. Hôm nay ta muốn thấy nè. Vậy hai chú mày thể hiện tài năng cho ta xem. Nếu làm cho ta đây tâm phục khẩu phục á, thì ta sẽ không bắt tội. Đúng đó quan. Vậy hôm nay mà hai chú mày gạt được quan thì mới tài. Bằng không quan sẽ còng đầu hai chú mày luôn á. À. Dạ 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 bẩm quan. Chuyện gạt gẫm là phải bất thình lình là tụi em mới gạt được. Đằng này quan đã biết trước và có chuẩn bị rồi, làm sao tụi em gạt quan cho được à? Tất nhiên rồi. Dạ. Nhưng như vậy mà ngươi gạt được ta mới là tài chứ, phải không Linh? Sao? À, bây giờ nè, suy nghĩ kỹ chưa hả? Dạ vậy quan à. Còn có ý kiến gì? Nói đây. À, thưa với quan là vậy, nếu như mà gạt được quan á thì anh em tụi con có lợi được cái gì không? Quan nói coi. Có chứ. À có phải không? À còn nếu như mà gạt không được quan á thì anh em tụi con phải chịu ra làm sao? Xin quan cho biết luôn đi quan. Dễ thôi. Đây nè. Nếu gạt được ta thì số tiền có hai người đưa lúc nãy ta sẽ trả lại hết. Và còn bao nhiêu ở trong túi ta vét ta cho người luôn. Thấy không? Nè, còn bằng ngược lại á, không có gạt được ta, coi như hôm nay trở về sau, ngày này sẽ là ngày kỵ cơm của anh em nhà ngươi. Rõ chưa? Dạ rõ. À, dạ nếu quan phán vậy thì anh em tụi em đành phải tuân theo chứ biết nói sao giờ. Rồi mình có làm giấy cam kết không vậy thưa quan? Theo em thì khỏi làm, sợ mất công quan ký tên rồi mỏi tay quan á. Đừng mắc mưu chúng thưa quan. À, làm giấy đi quan, làm giấy cho chắc rắn. Quan quan ơi quan, để con làm cho. À, quan cứ để con làm cho, xong rồi hai bên chỉ việc ký vào là xong. Ký vào. Chuyện của tao hay chuyện của mày? Mày đứng ra mày. Của quan. Nè, được rồi, làm lẹ đi. Hôm nay chúng mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay ta. Sao? Bắt đầu đi. Anh Tú anh à. Cả cái gì anh à? Nếu như có bề gì thì tôi và anh đành cam chịu vắng số. Tình thế bắt buộc phải không anh? Đúng vậy. Xong rồi đây thưa quan. Quan ơi, xin mời quan ký tên đi quan. Đưa đây cho ta. Xong rồi đó. Tớ phiên ngươi đó, ký đi. Dạ, dạ ký ạ. Coi như xong rồi phải không? Dạ, coi như xong rồi đó quan. Nào, trổ tài đi. Ta đang nóng lòng chờ đợi đây nè. Dạ nhưng mà trước khi gạt quan đó, em xin nói trước một điều à. Điều gì nữa? Em có cái tật là hay hét lớn lắm. Nếu quan giật mình mà làm theo là kể như quan thua ráng chịu à. Cho mày hét thả cửa luôn. Vậy hang. Thí dụ như là em hét là bỏ giò xuống. Nếu như quan làm theo là kể như quan thua. Ủa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là quan co một giò lên. Co vậy nè. Đó, đó, thấy không? Rồi nếu mà quan nghe câu mà bỏ giò xuống á, mà quan không bỏ xuống á, tức là quan đã thắng đó, quan hiểu chưa? Ôi trời ơi, tưởng dày, thế là dễ nhân cháo với quan nhỉ? Sao mày cứ chọt cái mỏ mà vô hoài vậy? Mày đứng đó coi! Được rồi đó, rồi bắt đầu đi, bắt đầu ta co một giò lên đây nè, đó, xong rồi đó, ra lệnh đi mấy con. Nghe quan, cho con làm cũng được nữa nè quan, hả? Con chơi luôn, sợ dày. Đấy, chấp mày hét đó, hét đi đó. Hét đi, ra lệnh đi con. Con chưa ra lệnh mà tự ý bỏ giò xuống là thua nghe. Tất nhiên rồi, lẹ đi mày. Lẹ đi, tao mỏi lắm rồi đó. Tự nhiên quan nhắc cái con cũng thấy con mỏi, thấy ông bà ông giải con luôn nè. Ơ này quan ơi quan, tự nhiên nhảy lò cò giống mấy thằng phát điên phát rồ thế nhở. Mỏi phết rồi đấy, ra lệnh đi mày, ra lệnh đi. Nó cười Nó điên à. Ê hai thằng kia, làm gì tụi bé cười như mắt đằng dưới quá vậy? Hả? Tao mỏi quá luôn nè. Đừng nhắc mỏi luôn nè. Chắc cái điệu này tao cặp thọt luôn quá. À bẩm quan,
Và khi nào mà tụi này hứng thì tụi này mới ra lệnh. Vậy ra lệnh đi. Còn mà không hứng thì thôi. Vậy hứng giùm tao đây. Mà hồi nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết hứng lần nào hết trơn đó Hoàng. Một lần cho tận tới già luôn. Ý quên nữa, già quá rồi còn già gì nữa. Đứng bắt cười quá. Rồi rồi, chúng mình chúng kế chúng nói rồi. Quan ơi, mình bị gạt rồi. Quan ơi, con bỏ giò xuống trước nha quan ơi. Ôi giời ơi, đã quá. Con cũng vậy, con bỏ giò luôn. Trời ơi, sung sướng quá. Tụi bay bỏ giò rồi. Ê, còn tao thì sao? Nè, tụi tôi là chỉ cam kết với quan thôi à. Còn hai anh này không có can hệ gì hết á. Cho nên họ có quyền làm gì tùy ý họ. Trời ơi, vậy tao mỏi quá sao? Ê, tao bỏ xuống luôn á. Vậy nếu mà bỏ xuống là quan thua. Con đưa tiền hết đây chứ sao? Trời ơi, ngôn sao đưa tiền? Chạy lại em ơi, chạy. Đứng lại. Con xin Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô Thần Hoàng Thổ Địa. Ông là người cai quản đất đai, tôi ở phận gái 12 bến nước. Trên ông có tôi, dưới tôi có ông. Cuộc sống ở lòng bông nên tôi khấn vái. Phiên chợ thì trái buôn bán chẳng được gì. Lòng có con chim nó lại vừa nhảy ổ. Bắt ra mà mổ thì nghĩ cũng thương tình. Ông có anh linh về đây chứng giám. Mô Phật, Mô Phật, Nam Mô, Nam Mô. Dạ, con mời mẹ vào dùng cơm ạ. Mày làm tao giật mình suốt. Cứ mỗi lần mày dạ phát là tao giật mình thôi. Buôn bán đã ế ẩm rồi, còn nóng dạ nào mà vào cơm với nước. Thế chồng của mày nữa, bảo nó đi đón mua chim về cho tao bán. Vậy mà nó bò lê bò lết từ sáng đến giờ, chưa thấy mặt mũi tăm hơi nữa đâu. Dạ, bởi vì lúc này hàng chim nó hơi hút, cho nên chồng con đón chim chưa có được đấy mẹ ạ. Chốc nữa anh đem chim về cho mẹ. Mẹ đừng có lo nhé mẹ. Cái câu cú rồi có mỗi một cái chữ thế thôi mà gớm mà nói mà kéo là ghê người đi rồi. May đấy mà còn vài chục con ấy. Lỡ có khách đến mua không biết lấy chim đâu ra mà bán ấy. Thế ở quên nữa này. Dạ. Dâu, sáng giờ mày cho chim ăn chưa? Dạ có ạ. Có mấy con nó hơi ốm đấy mẹ ạ. Tại mày. Chim ốm chim gầy là tại mày. Tao bảo mày mỗi ngày nhớ chăm sóc cho đàng hoàng. Thế đây, ốm cả tông cả téo này ai mà mua? Dạ, mẹ nói vậy oan cho con quá. Có bao giờ con bỏ bê không chăm sóc đâu ạ. Mà này, nói ra tao mới nhớ. Từ trở lại với chồng cũ. Đó, vậy mà không hiểu nữa. Ôi, thật thế hả anh? Thật đấy. Trời ơi, em mừng quá. Cái gì? Ồ, sao tôi chả hiểu gì hết? Là sao? Cái gì mà không hiểu? Trời đất ơi. Đồng thời cũng có câu đó. Còn đốc mà không chấm phết ở giữa thì nghĩa là cái nghĩa nó sở thành cái khác rồi. Thấy không? Còn đốc mà phết chính giữa, chia ra làm hai câu thì cái nghĩa nó sẽ khác. Nói vậy hiểu không? Dạ em hiểu. Ôi hay quá. Nếu mà không có ông anh giải thích thì đời của em coi như là bế mạc rồi. Ê, nói vậy là em có quyền lấy chồng khác phải không anh? Ôi, em cảm ơn anh nhiều lắm mà. Không được. Ở chuyện này phải mời quan ra xử lại mới được. Đừng vội mừng em ơi, đừng vội mừng, chờ đấy. Quan ơi. Quan. Anh ba. Trời đất ơi, làm gì mà anh đi lẹ dữ vậy? Tới giờ mới tới ha ông. Tới cũng đúng lúc lắm. Chờ đó chút nha. Khỏi cần tìm, có người mời ông ra giùm rồi. Nè. Còn cái cô này là ai? Nạn nhân của lão quan huyện đó. Tôi vừa đến kịp lúc vừa giúp đỡ cho cô ấy chuyện vừa rồi đó. Chút nữa anh hiểu, ha không? Vâng, anh giúp giùm em ạ. Trời ơi, lâu vậy, tao té bây giờ. Trời ơi. Sao? Ê, ai đâu? Kẻ nào cả gan dám coi thường bổn quan đâu? Kẻ nào? Dạ, kẻ này à. Dạ, chào ngài quan huyện. Dạ, ngài còn nhớ anh em chúng tôi không ngài? Dạ. Tao cần gì biết tụi bay? Dạ. Tao cần gì nhớ tụi bay? Dạ. Tụi bay là... Bà dài túi xuất đó quan. Tụi bay à? Trời ơi, thì ra chúng bay lên đây có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu. Đây nè, ông nhìn xem chữ ký này của ai nè.
phải không ông? Nhưng mà dạ bẩm quan, còn chuyện của con, quan tính sao? Thằng này nó nói quan phê vào đơn chấp nhận cho vợ con được phép tái giá, tại sao thế hả quan? Kỳ cục. Đúng rồi chứ còn gì nữa, phải không mấy anh? Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là đúng sao? Ta phê vào đó, ta đã giải thích rồi, còn hỏi gì nữa? Có phải là quan phê vào cái câu mà phó hồi cải giá, bất đắc phu cửu, đúng vậy không? Đúng. Phó hồi cải giá nghĩa là cho phép được tái giá. Nhưng mà bất đắc phu cửu nghĩa là không cho phép trở về với chồng cũ, đúng không? Nhưng mà hai câu đó không có được tách rời ra. Trong đơn ông đâu có đặt vấn đề tách ra hay không tách ra đâu nè. Cho nên cô ấy có quyền làm theo những gì mà ông đã phê ở trong đơn, không có chối cãi được cái gì nữa trơn á. Phải vậy không? Phải không? Ôi trời, hay quá. Con cảm ơn quan, con đổi ơn quan là em đổi ơn các anh, vậy là em có quyền lấy chồng khác rồi. Ôi, mà người em đã chọn chính là anh. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, nó còn chọc tức tôi nữa kìa. Quan tính sao hả quan? Thế thì không được rồi, không được rồi. Nếu thế thì quan ơi, quan trả lại số tiền mà con đã đưa cho quan lúc nãy. Trả ngay đi quan ơi, trả ngay đi, không có nhiều đâu. Trả ngay, tức quá rồi, ôi giời ơi. À, thì ra là quan ăn hối lộ phải không quan? Đừng có nói hối lộ nặng nha. Ta ăn hồi nào, nó bậy không à. Ai làm chứng, tao cầm đầu mày bây giờ. Thôi, quan đừng có cãi nhá. Chính con đã đưa cho quan chứ còn ai nữa. Trả đây quan ơi, trả đây. Vậy còn số nợ này nó quan tính làm sao? Trả lời đi, trả lời mau. Chuyện đó thì là cái gì, là cái gì? Ông khỏi nói nhiều. Bây giờ đó, ông trả lời cho mọi người ở đây được biết, phó hồi cải giá và bất đắc phu cũ là một câu hay là hai câu? Tất nhiên là... Sao? Hả? Hai câu chứ sao? Thế là mình đã được giải thoát rồi. Ôi mừng quá, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc, dòng sông xưa rót ra nỗi lòng của em. Và tiếng hát đã làm vời đi nỗi nhớ. Em đừng đi em ơi. Để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Chào anh. Rồi, đi rồi, vợ em đi mất rồi, đi luôn rồi. Ôi trời ơi. Đi rồi. Quan quyện nè. Vậy là ông biết khôn rồi đó ha. Vậy coi như cái số tiền mà ông nợ đó tôi biếu cho ông luôn ha. Nhưng mà ông quan quyện nè, ông phải nhớ rằng từ đây về sau đó, mọi cử chỉ và hành động của quan không lọt qua cặp mắt của anh em tụi tôi đâu đó nha. Thôi chúng mình đi anh Ba Giây. Khoan. Em ơi em đừng bỏ anh. Em ơi. Trời ơi tôi bắt đền ông đấy ông ơi. Ôi giời ơi. Cái gì bắt đền tao? Tao chưa còng đầu mày là mai phước lắm rồi. Ở đó mà đòi bắt đền tao. Cũng vì mày mà hai thằng đó nó làm cho tao bể mặt. Thiệt xấu hổ quá trời. Ôi giời. Thôi, thế là kể từ nay cuộc đời tôi kể như tiêu tùng rồi. Hổn lẹ. Hổn lẹ. Tiêu lẹ. Tùng lẹ. Dám đứng con để chân. Ôi trời ơi. Chết con rồi mẹ ơi. Ôi trời. Chết rồi. Sáng giờ chán quá. Bán buôn này chết. Chim ơi. Chim ơi. Chim đại hạ giá ơi. Mua một tặng một đây, mại dô. Chim khôn tìm cây lành mà đậu, người khôn tìm chim mập mà mua đây. Mại dô đây. Hey. Chú em. Mua chim hả? Mua đi. Qua đây bán rẻ cho, chim củ hoa mập lắm. Mua về roti hay ướp gia vị nướng làm mồi là số 1. Mua đi qua lựa chim mập cho anh em. Chim gì vậy? Đủ hết á. Chim gì chả có à. Muốn chim nào có chim này. Còng cọc nhá. Hay rồng dọc. Hay bạc ma. Hay le le đi.
Thế nào cũng mập hết á. Thế nào cũng ngon hết á. Mua đi cho mắt thô lỗ đứng nhìn nè. Có con nào không biết bay không? Mẹ chim mà không biết bay mày điên à? Không phải. Ý tôi muốn hỏi con nào mà mọc lông chưa đầy đủ không? Chim mới tách đàn đó. Cái loại đó ăn nó mới mềm, nó mới ngon. À, có. Nhưng mà trễ quá bán rồi. Uổng nè. Còn mấy con trong chuồng này thì cũng thì kiếm con nào ít lông mà mua đấy này. Vậy bà chủ thông cảm cho tôi lựa nghe. Ừ đấy cứ. Tại ông tôi ông khó tánh lắm. À. Để tôi lựa mới chắc ăn. Thôi thoải mái vô tư đi. Rồi vô tư đi. Ý nha. Sao ốm quá. Ý nha. Cái bóp nó vừa thôi. Sao lông nhiều quá à? Ý nha. Trời. Sao con này nhẹ quá. Ây da. Ôi giời. Trời ơi con này dữ quá nè. Này thôi. Ý cha không con này con này. Thôi. Sao mỗi lần ông ý cha phát tôi thoáng hết cả tim tôi này. Lựa nó vừa thôi chứ đi. Bóp quá nó chết hết rồi sao. Đây là chim chứ không phải là ấy đâu, không phải gà đâu mà bóp ghê thế nhá. Thì bà chủ yên tâm đi. Chim mà ai nỡ bóp rủ nó chết làm sao. Nãy giờ tôi nựng không nữa chứ. Ý cha. Cái con này được nè. Rồi được con nào để đấy tôi bắt ra lấy tay ra. Ngày nào ông gặp khách như chú mày kể như mấy con chim nhà tao nó bầm dập hết. Con nào chỉ luôn đi. Cái con này nè. Không. Con kia. Kia đây hả? À? Đây hả? À? Không phải. Cái con đang đậu trong góc kìa. Đây hả? À? Đó, cái con dở cái giò lên á. Nó dở giò lên. Không phải luôn. Mệt quá rồi. Con kia đây. Thôi. Tao mệt rồi nhá. Bắt cho mày vài con chim này đổ hết mồ hôi rồi này. Sáng giờ chưa ai mở hàng này. Mua thì mua nhá. Đừng có mà chọc điên tôi nhá. Gì vậy? Tôi là tôi chửi cho 3 ngày 3 đêm dòng họ mày khó mà đầu thai kiếp khác nha. Trời ơi, cái bà này buôn bán gì mà lạ thế. Mua bán gì mà khó khăn quá vậy. Phải cho người ta lựa chứ. Buôn bán gì mà xem khách như kẻ thù là sao. Giờ không mua nữa, làm gì tôi? À, đến đây kiếm chuyện. Ừ, làm gì tôi? Thực ra là kiếm chuyện chứ không phải mua đúng không? Ừ đó. Mẹ kiếm đâu kiếm nhầm ngay ổ kiếm lửa rồi con ơi. Mày tới số mày rồi nha. Nè, bà muốn làm gì tôi? Bà đứng yên đó nghe. Bà mà bước tới một bước nữa là tôi la lên đó. Trời ơi, bà mà bước tới biết là tôi la lên đó. Chứ sao? Em đâu làm gì đâu mà anh la. Đúng không? Ừ. Em... là đêm bảo này. Lại liền. Thực ra em định la. Nhưng mà em thấy cái mặt của chú đây cũng được dai quá. Cho nên là em vuốt một cái. Đẹp lâu rồi, khỏi khen. Chà. Dao nữa. Mặt này ấy, mồ hôi nhờn thế này. Trời. Vuốt phát tuột luôn cái tay cái trơn quá. Thế vuốt mặt không được ấy thì phải vuốt cái chỗ khác nó có cái điểm đấy. Đây là vuốt ngang gắt đầu. Ê, buông ra, buông tôi ra. Bớt người ta cứu tôi. Nhổ từng cọng tóc mày ra này. Tao nhổ không còn một cọng này. Cái răng cái tóc là góc con người. Bây giờ tao chơi cái tóc trước rồi tao mới bẻ cái răng mày là. Ây da. Mày chết chưa? Đừng. Mày chết chưa? Trời ơi. Cái đồ sát nhân. Cái đồ tàn nhẫn. Tôi về tôi thưa quan tôi. Công đầu cho bà coi. Ây da. Đau quá. Em ơi, bớ người ta. Cứu tôi. Này. Cầm cái mồm mày lại nhá. Mày thưa đi tao đi hầu nhá. Mày hù cao à? Ôi trời ơi, từ hồi nào giờ á, thế chú chưa nghe qua danh thánh của mụ béo bán chim này hả? Hồi xưa tao béo hơn bây giờ nhá. Từ ngày gặp những cái thằng mà mua chim kiểu như mày, tao gầy bớt đi đấy nhá. Tao chỉ sợ có rời thôi nhá. Trên đời này tao không sợ ai mà hù dọa tao á. Tao thật mày á, sáng giờ mở mắt ra rồi mà gặp cái thứ như mày là không xong với tao nhá. Ôi dồi ôi, con về đấy à. Chờ mẹ tí nhá. Đây này, con ta về rồi tao không có thời gian xử lý mày tiếp nhá. Cho nên bây giờ khôn hồn mày phắn khỏi đây ngay. Đau. Trước khi mày chưa giật mày đau à? Bây giờ mới đau này con này. Lấy vài cọng tóc kỷ niệm chơi này nó bạc mày. Đây. Con trai yêu quý của mẹ. Thì con về đây rồi vợ con đâu? Sao mà say mềm suốt ngày thế? Mẹ ơi. Ôi. Nàng đã
Đã sao? Nàng đã... Đã sao con? Quên đi bao lời yêu hôm nào. Nàng đã quên con rồi. Con còn nhiều đam mê. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối. Em đâu rồi mà xa ngàn khơi. Nghe thương sầu xót xa lòng con mẹ ơi. Người đành xa ta bỏ ta một mình. Để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo. Ai ân ngày nào còn trong giấc mơ. Mẹ ơi, con mất vợ rồi mẹ ơi. Vợ con đã bỏ con đi rồi mẹ ơi. Ôi con trai của mẹ. Qua cái lần lận đận này con mới biết rõ ràng con đúng là giọt máu của mẹ. Mày giống tao quá. Mẹ cứ vừa khóc vừa cười. Cái mày đau khổ lúc mày điên lên mày lại khóc. Thế sau đó mày lại khóc. Con ơi, tội nghiệp con thất tình đến nỗi điên loạn luôn rồi. Tưởng gì. Mày nói con nghe, trên đời này đàn bà con gái thiếu dây. Thôi thế đêm mai tao cưới cho mày con khác. Mệt quá đi. Đúng rồi mẹ. Ôi mẹ ơi, nhưng mà con tức lắm mẹ ơi. Đã mất vợ rồi nhá, lại còn mất luôn cả tiền nữa. Sao thế? Cũng tại hai thằng bà dai tú xuất. Sao con? Nó cứ ám theo con mãi. Chả biết kiếp trước con nó cứ thủ oán gì không. Thế mà kiếp này con lãnh hậu quả đủ mẹ. Bà dai tú xuất nó trêu con hả? Ăn hiếp con hả? Yên tâm đi nhá. Để đây cho mẹ. Mẹ mà gặp tụi nó mẹ trả thù hộ cho con nhá. Mẹ sẽ cho tụi nó biết tay thế nào là cựu bà béo bán chim ngày xưa mẹ béo lắm. Ôi, bây giờ bớt béo rồi. Nên là bây giờ mọi người gọi mày là cựu bà béo bán chim. Còn vợ con ấy nhá, nó là một đứa con gái hư đốn. Thôi đó là phải rồi. Mai tao cưới cho mày một mớ. Lòa gì. Nhưng mà sao con buồn quá mẹ ơi. Con phải uống. Con phải uống cho quên hết cái sự đời. Uống. Thôi. Uống. Thôi. Mẹ xin con. Mẹ cắn cỏ. Mẹ xin con. Con uống nó vừa thôi. Uống quá coi chừng thủng bao tử bây giờ. Thôi cho mẹ xin. Mẹ xin đi mà. Xin cái gì mà xin. Không đủ cho con uống ở đó mà xin với sỏ. Rồi. Hết rượu rồi. Hết thì đi mua. Con đi mua rượu nữa đây đi nhá mẹ ơi. Con. Ôi, đúng là phá gia chi tử. Bao nhiêu tiền bán chim của mình tuồn vào họng nó hết, toàn là chất lỏng thôi. Rượu ơi là rượu. Mày say quá rồi mày còn biết mua rượu nữa hay không? Hay là chúng nó lại bán rượu đẻo cho mày, mày cũng không biết. Ôi, tội nghiệp thằng con trai bé bỏng của tôi quá. Giết rồi căn nhà chỉ còn có một mình. Giống như ngôi nhà hoang. Ôi giời ơi. Chán ơi là chán. Buồn ơi, ta xin chào mi. Dạ, đến nhà rồi đấy hai anh ạ. Trên đời tôi mới thấy người phụ nữ như cô nè. Ngô thiệt. Bị hành hạ đánh đập vậy mà cô cũng không tởn thì sao cô? Dạ vâng ạ, chăm sự đều nhờ hai anh đấy ạ. Nếu mà hai anh giúp cho gia đình chồng của em và mẹ em ăn năn hối cải quay về với cuộc sống bình thường, em xin nguyện nhớ mãi, không bao giờ quên ơn ạ. Thôi được rồi, vì cô mà hai đứa tôi sẽ làm cái chuyện này ha. Dạ, miễn sao chồng em và mẹ em ăn năn hối cải là em mãn nguyện lắm rồi. Anh biết không, phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Em chỉ làm vậy là muốn cảnh tỉnh cho họ giác ngộ mà thôi. Gái chính chuyên chỉ có một chồng. Hai anh hiểu giùm em ạ. À, thôi được rồi. Bây giờ gì ha? Cô tạm lánh mặt đi. Để chúng tôi lo liệu cho. Dạ vâng ạ. Em xin phép hai anh. Em đi nhá. Tới rồi đó anh Tú. Nhà này nè. Đây nè.
Nhìn mấy cái chuồng chim là biết ngay. Tôi nhường cho anh trổ tài trước đó anh Ba Giai. Kỳ này anh em mình dạy cho bà ấy một bài học để nhớ đời ha. Cho bỏ cái thôi đành đá chuồng hoa đó luôn anh. Đúng rồi, để tôi gọi bà ấy ra ngay. Có ai nhà không? Có ai không? Có ai không? Có đây, có đây. Ôi giời ơi, chào quý khách đến mua chim em hả? À, đây đây, đúng đây. Chim em ở đây con nào cũng mập cũng béo. Quý khách mua nhiều hay ít nói để em chọn chim cho. Trời ơi, bà chủ vui vẻ, lanh lợi quá. Vâng. Thiệt là không muốn uổng công anh em tụi tôi lặn lội tới đây đó nghe. Thì buôn bán mình phải vui vẻ chứ anh, phải chiều khách hàng chứ anh. Bà cho tôi hỏi thăm coi chim ở đây bà chủ bán như thế nào hả bà chủ? Thì nói chung là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi đấy ạ. Cứ chọn, coi như là chọn con nào vừa ý thì lấy. Giá cả không thành vấn đề. Mà ôi giời ơi, không có đắt đâu. Ôi giời ơi, chim em nó mập lắm ấy, đừng lo nha. Rồi để xem, để xem, để xem qua cái đã. Béo ghê. Béo lắm. Xin béo à. Vâng. Bà chủ có tài nuôi chim lắm nghe. Ôi sao anh tinh đời thế. Mới nhìn tôi mà đã biết chim béo rồi. Nói thật với các anh nhé, ở đây ấy, tôi ăn thứ gì là tôi cho chim tôi ăn thứ đó. Hèn chi, giống bà chủ không khác chút nào hết trơn cái trọi. Ôi trời ơi, anh đây vui tính quá. Kỳ này mình làm cái mình đãi chim 10 món luôn nghe anh. Ôi trời, thế à? Ôi trời ơi, tiệc chim hả anh? Ôi trời ơi, thế chắc là quý khách mua nhiều lắm có phải không ạ? Bởi vì trung bình 10 loại thì mỗi loại phải 10 con, có phải thế không ạ? Để em chọn lựa cho. Dạ, cảm ơn. Bà chủ, bà vui lòng lựa giùm anh em chúng tôi đi ha bà chủ. Vâng. Ôi lựa, nếu lựa mắc công không ấy để tụi tôi mua hết cái chuồng luôn ha. Ôi trời, được quá vâng. Vậy thì phiền quý khách chờ em tí, em ra em bắt cho quý khách nha. Thế đây ạ, đây em xin giới thiệu đây nha. Đây, thế cái cặp này có được không ạ? Được á. Bà chủ giữ giùm đi. Bọn tôi không có biết cách giữ, sợ nó bay mất luôn thì uổng lắm đó nghe. Đó còn cặp kia nữa kìa. Đó bà bắt luôn ra giùm ha. Đó cha. Đây thêm nữa không anh, nữa không? Bập qua nữa chứ, mới có 4 con đâu có đủ đâu. Kìa đó cặp đó kìa, đó bắt cặp đó luôn đi bà chủ. Đây luôn hả anh? Dạ. Trời kìa. Lúc đến bây giờ tao chưa từng thấy ai mà buôn bán dễ như mày đấy. Dạ thưa mẹ, mình buôn bán mình phải chiều khách hàng đấy mẹ, để sau này người ta mới đến mua chim của mình nữa chứ mẹ. Này, chiều thì cũng chiều vừa vừa thôi nhá. Tao để ý khách nào tới mua mày cũng để cho người ta coi như thò tay vào chọn lựa tùm lum. Chim mới bắt về nó còn nhát, vậy mà mày để khách ấy, nó thò vào rồi nó dọc tới, nó dọc lui, nó bóp tới, nó bóp lui, nó chê con này gầy, con kia mập, con này nhiều lông, con này nặng phần lông, nhẹ phần thịt. Ôi giời ơi, mày làm ăn kiểu đó mẹ chim nào chịu cho thấu. Giấu với con hư thế. Kể từ ngày con về làm dâu cho đến nay, chẳng biết con có tội tình gì không, mà ngày nào mẹ cũng nặng nhẹ mắng nhiếc con đủ điều. Mẹ ơi, chắc lúc trước mẹ làm dâu mẹ cũng bị hành hạ giống như con. Con biết rồi, cho nên mẹ muốn trả thù chứ gì. Ôi giáo ơi, gớm chết. Tôi cứ để ý rồi, mỗi lần tôi động đến cô, dù nhẹ hay nặng thì cô cũng chảy nước. Nói thật cho cô biết nhá, đừng có đem gọi là gì này, cái nước mắt cái chồng cô nó sợ chứ tôi không sợ đâu nhá. Tôi làm dâu không có hư đốn như cô đâu mà bị hành hạ. Nội cái tội không đẻ cho tôi một đứa cháu nội là coi như đáng tội lắm rồi nhá. Này, tôi nói cho cô biết, về nhà chồng có 1 tháng thôi là tôi đã sinh ra cái thằng chồng của cô rồi đấy. Ôi giời ơi, Ôi Ngô tuấn tú thông minh thế. Thật đấy hả mẹ? Còn gì nữa, 1 tháng thôi tao nằm ổ luôn. Mẹ về nhà chồng 1 tháng là mẹ đã đẻ rồi à? Giời ơi, sao mà kinh thế nhỉ? Thế mày hiểu lầm à?
Chả có gì mà kinh với khủng đâu con ạ. Thế sao mẹ? Là bởi vì cưới xong rồi chúng tôi là ở nhà chúng tôi nhá. Có nghĩa là ở nhà mẹ đấy. Cho đến khi còn một tháng nữa đẻ ta mới về nhà bố của thằng chồng mày. À thế à? Thế mà con cứ ngỡ mẹ... Mày cứ ngỡ tao chửa trước rồi xong rồi mấy ấy thì quên đi. Giời ơi, đừng có mà lắm lời. Đi vào trong soạn mấy cái chuồng chim rồi nhờ chồng mày mang chim về rồi có mà nhốt nó vào. Dạ vâng ạ. Ơ kìa, chồng con về rồi kìa mẹ. Có sao nó lạc lìa thế kia nhỉ? Sao lại vác cái thân tàn tạ về mà không thấy con chim nào hết thế? Con ơi sao thế? Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi, chắc con chết mất mẹ ơi. Chắc con chết con bò là mẹ ở lại mồ côi một mình rồi mẹ ơi là mẹ ơi. Tát cho mày văng răng ra ngoài bây giờ. Nhưng sư mày, tao đứng sừng sững thế này khỏe như vâm như voi này mà mày bảo là để cho con tao chết thế nào được? Thằng nào con nào bắt nạt con ăn hiếp con nói cho mẹ nghe. Khóc khóc cứ như đưa đá mày gơm. Hai vợ chồng mày giống nhau quá đi. Cứ đụng vào là phọt nước, đụng vào là phọt nước. Thế chim chóc đâu sao mẹ không thấy con nào hết? Nói cho mẹ nghe xem nào, chim đâu? Ơ ai? Chim nào? Ôi trời ơi. Chim gì? Chả hiểu gì. Ô mày điên à? Ồ, thế mày đi mua chim mày về tao hỏi mày chim đâu, mày hỏi tao chim nào, chả hiểu gì. Mẹ ơi, mẹ để con hỏi chồng con nhé mẹ. Mình ơi, chim á mà mẹ giao tiền cho mình đi mua đấy, mình có nhớ không? Thí dụ như là cọng cọc này, le le này, bạc má này, rồng rộng này, mơ nhát này, đa đa thôi, này. Thôi, để tôi nói đi nhá. Gớm có vài tên con chim mà nói đến chiều không xong. Ở đó mày kể một hồi là chắc là tới mai mới hết cái loài chim đấy. Mày hỏi ngay vào câu hỏi chim của tao đâu. Ôi giời, mình sao thế? Mày điên à? Mày điên à? Sao tự nhiên mày cười như thằng giàu thế? Mình ơi, mình bình tĩnh lại nghe em hỏi này mình à. Ôi giời, chết rồi mẹ ơi. Sao nó ăn phải cái bả gì mà lúc khóc lúc cười thế này? Thôi chết rồi. Khổ thân tôi quá. Hay là... Ôi trời, sao lại có ai nhập vào con rồi? Ôi chết, chết rồi, chết rồi mẹ ơi. Chị sao mày thét lên ghê thế? Mẹ nói thế con mới nhớ. Hôm trước đấy mẹ, con giặt đồ ở bờ ao đấy. Con có đánh rơi đồ của ảnh. Thôi chết rồi, rơi cái gì? Cái quần đùi mẹ. Thôi rồi. Thôi, chẳng có điên điếc gì hết nhá. Nhá, mà cũng chẳng có ai nhập gì thằng này cả, nhá. Thế vậy thì sao mà con lại thế? Người ta bảo là vừa khóc vừa cười, ăn 10 thì cái đấy. Thế mà sao con lại làm cho mẹ hết hồn hết vía? Thế cái chuyện mua chim mua chóc của con thế nào rồi? Nhưng mà con nói ra thì mẹ đừng có giận con nhá. Nói đi gớm, mẹ làm sao mà giận con được? Nói đi mình. Ôi mẹ biết không, mình biết không, đúng ra là từ đây á, chúng ta sẽ giàu to lắm đấy nhá. Bởi vì con mua được một con chim vua. Ôi giời. Chim vua hả? Chim vua là chim gì con? Con chim vua này á, mình mà nuôi á, mỗi đêm nó sẽ khiến cho dân làng trong làng này á, đem tất cả tiền đến cho nhà mình á. Ôi kinh thế à? Chim vua mà con. Ôi giời ơi, thế lý do tại sao người ta lại đem tiền đến cho mình hả con? Vì tiếng kêu của nó, mỗi lần nó kêu lên là dân trong làng tưởng nhà mình có người chết. Cho nên người ta đến để phúng điếu. Thế là nhà mình giàu to đấy mẹ. Đúng không? Chim gì mà kêu ghê thế con? Chim cú mèo, chim lợn. Cú mèo, chim nợ. Vâng. Thế đâu rồi? Bay mất rồi. Bay rồi? Bay mất rồi. Bay đi rồi. Thế con mua cái chim vua ấy hết bao nhiêu? 100 đồng. Ôi làng nước ơi, đến đây mà xem, thằng con tôi nó phá sản lên này, bao nhiêu vốn liếng thằng Thanh bay mất rồi. Trời ơi, con ơi là con. Trời ơi mẹ làm gì mà không ra hơi thế hả? Đừng cạo gió, đừng mẹ, rác mẹ. Hơi lỗi này đừng. Không phải tại con đâu. Đừng, không phải tại con. Đừng, không tại mày thì tại ai? Trời ơi, mẹ ơi, tại con vợ của con đấy mẹ. Cái gì?
Sao mình nói là tại tôi? Thế không tại cô à? Thế mẹ không nhớ gì à? Hôm nọ ấy, ông thầy bói ông ấy nói là con với vợ con khắc tinh nhau lắm, cho nên cứ làm ăn là thua lỗ, mà hạnh phúc thì chẳng thấy đâu cả, đúng không? Chả ra giày. Mẹ thử nghĩ lại xem, đúng không? Đúng không? Thôi đúng rồi, đúng rồi, đúng 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 đúng. Nhắc mới nhớ, đúng là con trai tôi. Này, cái cô ấy đấy, tôi bảo cô ấy, từ ngày cô về làm dâu nhà này, cuộc sống nói thật, thật lòng luôn, càng ngày càng bế tắc, gia đạo thì rối bời. Đúng 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 đúng, chung quy là nói chung là tại bà này nhá. Ôi giời, bà đấy. Khổ thân tôi thế này, sao bỗng dưng lại đổ tội lên đầu con thế mẹ? Nếu vậy thì từ nay thôi đành duyên mình dở dàng. Người đây kẻ đây cách mấy đó đôi ta nào phải thiên duyên, đéo chi nơi chết hư phiền, xin ai đừng thương tiếc mà chi. Mình ơi, nếu như hạnh phúc không có, thôi thì... Thì sao? Thì đành ly dị cho xong. Cái gì? Ôi trời ơi, nó đòi ly dị con kìa. Ôi cái giày, cái giày. Trời ơi, nó đòi ly dị mày kìa. Không, 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 mẹ ơi, con không chịu ly dị đâu. Con không chịu ly dị đâu mẹ ơi. Bởi vì khi đã yêu thì yêu thật nhiều, quên làm sao mối tình đầu tiên. Cho dù ai chia cách đôi đường, dù ai chia rẽ đôi ta, còn đây không hề rời xa. Con hỡi con, mày ngu nó vừa vừa, trên trần gian thiếu gì người yêu, mê làm chi đâu thiếu gì người. Từ nay số cánh chim bay, không ai vướng bận chi ai. Sao tao đang ca mày không để tao ca hết thì mày lại đâm vào cái họng tao mày ca nữa. Cái con này bởi thế tao nói thật mày ấy, đã làm dâu nhà này rồi thì nhá, tao nói thật nhá, dẫu có rách á, tao cũng làm thúng. Ôi mẹ ơi. Tệ nữa thì tao làm mê. Ôi giời. Còn hết xài được á thì tao đây để lót ổ gà nhá. Không có dễ mà ly dị con tao như tưởng đâu nhá. Ôi giời, đúng rồi, đúng ly dậy, rồi. Ly dậy, đã ly dậy quá. Ôi giời, đúng rồi. Mẹ đúng đấy mẹ ạ. Đợi khi nào ấy nó đẻ cho mẹ một đứa cháu, đẻ cho con một thằng cu tí, muốn ly dị lúc đấy anh hát đến. Nếu thế thì con sẽ làm đơn, con gửi lên quan. Chứ sống thế này làm sao con chịu cho nổi. Ủa tao sợ quá, ủa sợ quá, ủa mẹ sợ quá đi. Đòi thưa quan. Này, con thưa đến đâu mẹ đi theo hầu con đến đó nhá, nhá. Ôi giời ơi, con đi đi, con đi đi, mẹ đi theo nhá. Hơi sợ quá nhở. Thưa đi mày, thưa đi. Ôi nghèo, nghèo đến cái nỗi mà rớt rớt còn hơn mồng tơi nữa mà thưa với kiện. Này, thế dâu ơi, con không nghe đời thường người ta nói hay sao? Nói sao hả mẹ? Nói gì hả mẹ? Nói là đa kim ngân phá luật lệ, biết chờ á? Được rồi, mẹ, mẹ hãy chóng mắt mà xem. Ôi giời, mẹ đang chóng đây. Con quyết định con đòi ly dị. Ôi giời, ly dị, ly dị. Thế thế thì ngay bây giờ nhá, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Mày phắn ngay. Mẹ, đi thì đi, con về với mẹ của con. Chào mẹ. Ôi kìa mẹ, mẹ. Em ơi, em đừng bỏ anh em ơi. Này, không biết đâu mẹ ơi, con bắt đền mẹ nữa mẹ ơi. Em ơi. Con này nó cứng đầu nhảy cái đùa mà nó cứng mặt. Ơi, thôi, thôi, thôi. Thôi. Đơn xin ly dị. Đơn này mày viết hả mày? Dạ. Nè, mai mốt có viết đơn xin ly dị thì phải viết lại cho nó có vẻ văn hoa một chút nghe chưa? Dạ bẩm quan, viết như thế nào đó vậy? Mày không nên viết đơn xin ly dị, mà mày phải viết là đơn xin ly hôn. Cái chữ hôn nghe nó thôn thoa văn hóa,
một cái chữ ly dị, nghe nó quay dị lắm biết chưa? Ồ, dạ biết rồi ạ. À, nhỉ. À, vậy ai là bị cáo, còn ai là bị chồng? À, quên, bị can. Dạ thưa quan, con là cáo, vợ con là can. Vậy thì nghe ta phán đây. Muốn cho vụ án này được mau lẹ, trước hết phải có thủ tục đầu tiên. Thủ tục đầu tiên ạ? Đầu tiên. À, kìa. Con hiểu rồi. Ôi giời ơi. Gì vậy? Bàn tay của quan đẹp quá. Thế quan có thể cho con bắt tay quan một cái được không? Ừ, dĩ nhiên là được. Ôi giời, hân hạnh quá. Hiểu ý quan. Được rồi, quỳ xuống. Nghe tao hỏi đây. Quan hỏi ai? Một, hai, tao hỏi mày á. Ba, bốn. Cô kia. Ủa? Lý do tại sao cô lại đòi thôi chồng? Nè, nói văn tắc ngắn gọn dễ hiểu, nghe chưa? Dạ bẩm quan ạ, chuyện này con không thể nói vắn tắt được ạ. Con xin bày tỏ đầu đuôi để quan phán xét ạ. Rồi, muốn nói nhiều nói đi, kể ta nghe. Vâng ạ. Con đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm du điệu hát giọng hò trên môi, miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi người ơi đừng về. Với màu điên điển say mê, vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân, chót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên cho lòng vẫn vương tình thưa con có mà ngờ. Rồi sao nữa? Bẩm quan, lý do là con bị mẹ chồng ngược đãi, vợ chồng sống không có hạnh phúc, mỗi khi gia đình có chuyện gì buồn phiền đều đổ dồn lên đầu con. Phận làm dâu sống trong gia đình bị đối xử tệ bạc, con thua loài chim chóc. Bẩm quan, mỗi khi chim nó đói con cũng bị mắng, chim nó lạnh con cũng bị la. Khách hàng đến mua chim con để cho người ta lựa chọn, người ta chê chim ốm này, chim gầy này, con cũng bị đánh đập hành hạ. Gì kỳ á? Bẩm quan, con chim nó mà bị cái gì là con cũng bị ảnh hưởng hết nè quan ạ. Ôi giời ơi, chỉ được cái nói thêm. Bẩm quan, con xin quan xét cho con được bỏ chồng, con xin vô vàn đội ơn quan ạ. Thôi được rồi, nghe cũng cảm động lắm á. Vậy để ta phê vào đơn của người vài chữ và coi theo đó mà chấp hành nghe. Quan ơi. Biết rồi. Nghe nè, chỉ có 8 chữ thôi. Đọc đi, ta giải nghĩa cho mà nghe. Dạ vâng ạ. Con xin ạ. Phó hồi cải giá, bất đắc phu cự. Là ý gì vậy quan? Ý của quan là vậy: phó hồi cải giá, bất đắc phu cựu, nghĩa là không thể cho đi lấy chồng khác được, phải về với chồng cũ. Hay chưa? Sao thế quan? Hoan hô, quan xử tài quá, thật là sáng suốt. Hoan hô. Quan ơi, quan giữ gì kỳ vậy quan? Xuất gia thì phải tùng phu, xuất gia thì tùng phụ. Nghe chưa? Truyền lệnh bãi đường. Dạ đội ơn quan à, mời quan vào nghỉ cho nó khỏe. Ôi trời quan ơi, trời ơi, sao khổ thân tôi quá này trời. Biết đến khi nào tôi mới thoát khổ như công cùng xiềng xích đây rồi. Đừng nắm lời nữa em ơi, đi về em ơi. Ôi trời ơi, khổ thân tôi quá đi trời ơi. Tú ơi, lẹ lẹ, Tú ơi, sao anh chậm quá trời, tới rồi nè,
Kỳ này gặp ổng đòi cho được số tiền mà ổng nợ tụi mình mới được. Để lẹ đi. Làm quan gì mà giữ gì kỳ vậy? Dù có chết tôi cũng không về ở với anh đâu. Anh đi đi. Bây giờ cô muốn cãi lời chứ dày? Cô định chống lại lệnh của quan phải không? Đi về mau. Không. Mau lên, đừng để tôi nổi nóng lên là có chuyện lớn đấy nhá. Không. Về chưa? Không, tôi không về. Không. Không. Đến với tôi nữa làm gì? Không. Không. Đến với tôi nữa làm gì? Thôi. Thôi, tôi van xin, đừng đến nữa, người yêu ơi. Tình yêu cho tôi chi nhiều cay đắng, tình yêu cho tôi chi lắm chua cay. Để tình yêu mang cho tôi nhiều nước mắt, để tình yêu cho tôi chi lắm phù phai. Ôi trời ơi, đến nước này mà còn hát với họ. Rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt hả? Được, để tôi dạy cho cô một bài học nhớ đời nhá. Này, Khoan. Trời đất ơi, sao nỡ đánh phụ nữ nha? Vậy là vũ phu, là sở khanh, là Này, ông là cái thá dày mà xía vào chuyện gia đình tôi hả? Ông Anh ơi, làm ơn cứu em với. Hãy định hủy diệt cuộc đời của em đấy ông Anh à. Cứu cô, em. Cô bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì cô nói cho tôi nghe. Đầu đuôi có sự sao? Xem ra tôi có thể giúp việc gì cho cô hay không. Dạ vâng ạ. Có cái giày đâu. Quan trên đã xử xong rồi, còn muốn gì nữa? Đây này. Ông Anh xem đơn quan trên phê duyệt vào trong này. Thấy chưa ông Anh? Hai người định ly hôn đó phải không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà quan huyện đã nhận hối lộ, cho nên ông ta xử không công bằng. Ông Anh xem kỹ lại, ông Anh cứu giùm em ạ. Đâu đưa coi kỹ rồi. Phó hồi cải giá, bất đắc phu cửu. Thì ra là vậy. Nếu như mà quan phê như vậy thì cô mừng mới đúng chứ. Đúng rồi còn gì nữa, mừng chứ còn gì nữa. Thế sao em mừng ạ? Em không muốn sống với ông này nữa. Thì quan đã phê rồi nè. Quan phê vô đây rồi, quan cho phép cô rồi đó, cô không hiểu sao? Thế là sao ạ? Có gì đâu, phó hồi cải giá. Vâng. Nghĩa là cho phép cô được tái giá. Thế không? Còn bất đắc phu cửu, nghĩa là không. Vấn đề là này. Hai tay hai này rồi. Bây giờ muốn bắt em phải kẹp nó vào đây. Thế xin phép cho em kẹp vào nhá. Kẹp đi. Thế xong rồi em bắt luôn nhá. Rồi. Xong kẹp vào đây, đây cặp này nữa giờ. Rồi, bắt luôn. Trời ơi, thương bà chủ ghê. Tội nghiệp quá. Chả đâu có sao, anh buôn bán thì phải chịu khó chứ. Thế nữa không anh, nữa không? Đây mới có được vài cặp đấy. Nữa chứ, đó, lửa tiếp đi bà chủ. Đó. Thế xin em lại phải kẹp cái này vào đây. Rồi, trời ơi, cứ kẹp không? Cứ kẹp, cứ bắt vậy đó. Không, tiếp tục bắt, tiếp tục bắt. Khi nào bà chủ cảm thấy hết chỗ cầm, hết chỗ kẹp thì thôi. Ôi, tao vui thế thì nhiều, còn vô tư đây nha. Đây, là kẹp vào đây, rồi bắt, rồi có nữa không ạ? Tiếp tục, đó, cặp đó, đó. Bắt cặp đó luôn đây nè thôi. Ôi, bữa nay tôi gặp may rồi. Ngày nào tôi cũng gặp được khách như hai anh đây thì có mà mẹ giàu toa. Ây chà. Này, quay bộ hết chỗ giữ giàu ra đây. Đó, còn phải không? Còn phải không? Nữa, bà chủ ráng một cặp nữa đi. Cặp nữa hả? Đâu để xem có còn nữa nào nhét không, chứ là bây giờ là... Ráng tìm đi. Thế bây giờ đây anh nhìn đây, em coi chứ không nhúc nhích được rồi. Cho nó kẹp hết rồi để làm sao mà lựa tiếp này. Nhưng mà tôi mua nữa mà. Lựa tiếp đi, mua nữa. Vậy mà mở miệng ra nói một cũng chiều, hai cũng chiều. Buôn bán cái gì mà kỳ cục vậy? Đâu thì chiều thì nó có mức chiều thôi chứ mẹ, để kẹp không còn chỗ nào. Tay không còn, chân không còn thì làm sao mà bắt được? Sao lại mắt tinh tường ấy kia mà đuôi mù ấy, sao mà đây này kẹp không còn chỗ nào nữa. Tay chân tôi bây giờ nó kẹt cứng làm sao mà lựa được. Ơi, hèn chi người ta đồn đúng quá mà. Để đón gì? Người ta đồn là bà hung dữ nè, bà đanh đá nè,
rồi chua hoa nữa nè. Lời đồn quá đúng không bao giờ sai hết trơn hết trọi. Ê, hai anh cha đôi mù kia, bây giờ tôi hung dữ đánh đá chua hoa cho tôi ăn hết của nhà mấy người, hết gia tài mấy người, sao tự nhiên nói chi vậy? Mua thì lo cái phần mua chim đi, bị đặt vô rồi cứ lời. Bà nín chưa? Bà nín chưa? Trời, trời. Bà nín chưa? Còn cái tội nữa nghe bà. Còn cái tội bà đánh người vô cớ nữa nghe, đúng không? Ê, đánh ai? Ai đánh? À, bây giờ đánh ai? Bây giờ tôi bảo là ai chọc tôi đánh thôi nha. Mà tôi đánh là có ai làm chứng không? Mày đặt bây giờ nói chuyện. Thôi, không có người làm chứng, nhưng mà có nạn nhân được không? Nạn nhân đâu? Đi. Chờ đây. Anh gì đó ơi? Vô đây, mau đi. Anh gì đó ơi? Ôi trời, quấy. Đó. Bà có nhận ra người này không? Quỷ ấy sao mà, sao mắt giống hột vịt Bắc Thảo quá vậy? Mày nhớ tôi không? Lần trước tôi tới đây mua chim mà đòi nặng mụn tôi đó. Mụn mà không nặng, bà đặng hai con mắt. Bây giờ bà quên rồi phải không? Cô nhân hả? Ô, sao mày đến đây vậy dày? Thế bây giờ mày muốn ăn đòn nữa, sao mày đến đây vậy dày? Tới đây nó trả thù đó. Trời ơi, trả thù, trời ơi. Này, cựu mụ béo bán chim này, trả thù à? Không dám đâu, em còn phải học bài. Ê, bây giờ tôi hỏi anh kia, hồi sáng anh bị bà hành hung phải không? Nó đó. Bây giờ tôi cho phép anh hành hung lại bà đó. Ở đời mà, kiến ăn cá, rồi cá ăn kiến mấy hồi. Chà, nhìn các bạn mặt dễ thương quá ha. Ê, đứng xích ra nha. Đứng gần tao, tao đá cái mày hộc máu ra bây giờ nha. Mày đứng xích ra nha. Dám không? Đá thử coi. Bà mà dở dò lên là chim của bà nó sẽ bay mất liền. Dám không? Đá đi. Tự nhiên bây giờ tôi thèm người ta đá vô mặt tôi quá. Đá đi. Mặt nè. Đá đi. Thôi chết rồi. Đúng. Chim bay hết. Thôi chết rồi. Mắc mưu hai thằng khốn kiếp kia rồi. Tránh ra ngay. Không. Trời ơi, mặt giận thấy thương quá à. Cho nợ cái coi. Ôi, thương quá. Đau quá. Ôi trời ơi, đau quá. Dã man. Ôi trời ơi. Trời. Nhìn cái mặt của bà sao muốn dắt mỡ ghê quá à. Dắt cái coi. Đã quá. Ôi đau quá. Bây giờ cho tôi hôn cái coi. Thôi, giết ta chết đi. Đừng hôn ta kiểu này. Đừng, cho tôi chết. Đừng hôn ta. Để rồi lòng ta xốn sang vài sao xuyến. Sao, mụ chưa bỏ cái thói đó chưa hả? Rồi, chưa rồi, sợ lắm rồi. Trời ơi, hai anh ơi, tha cho em ơi. Em mới từ đây về sau không bao giờ em dám tái phạm như thế nữa. Ôi trời ơi. Khoan, ơi. Trước khi tha, để tôi cho bà một cặp hột vịt Bắp Thảo cho bà tưởng tới già luôn. Ôi trời ơi. Đây này, coi nè. Ôi, nè. Được rồi. Bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Chúng tôi cũng mong kể từ hôm nay bà sẽ thay đổi tánh tình. Nếu còn tái phạm mà chết trách sao mà tôi không có nói trước á ha. Dạ. Em xin hứa. Em hứa mà. Tin em đi. Được. Thôi bây giờ làm gì? Chúng ta đi. Tạm biệt bà chủ nghe. Nhớ nghe. Trời, cái mặt thấy thương quá. Hứa là phải giữ lời nghe. Tạm biệt bà chủ nghe. Bà nhớ lần trước bà nhổ tóc tôi không? Bây giờ tôi nhổ lông nheo bà nè. Tôi nhổ lông mày bà nghe. Tạm biệt bà chủ, tôi đi nghe. Xui quá. Thôi rồi. Đúng là gặp ba dai túi suất rồi. Cũng may mà nó không thả chim của mình. Nếu không, mất vốn luôn rồi. Bây giờ nhúc nhích cục cựa cũng không xong. Đành chờ thằng con của mình về bảo nó nhốt chim vào giùm chứ biết làm sao hơn. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con ơi, mẹ ơi. Mẹ. Giúp mẹ một tay nhanh lên, mẹ mỏi lắm rồi. Ôi dồi, ai đây? Ôi dồi, mẹ đây hả? Trời ơi, mày say quá, mày không nhận ra mẹ nữa. Mẹ đây. Giúp cái giày mà giúp. Giúp mẹ với. Ôi, trời ơi, đau quá. Sao mày đổ rượu vào cổ tao? Ôi dồi ôi.
thằng hôn con, tí xưa tao không biết uống rượu. Ôi mẹ phải uống, mẹ uống với con đi, con không. Say rồi, mẹ ơi, uống một miếng cho mẹ uống đi, uống đi. Ngã bay uống. Chim, ngã bay chim, rồi, bay chim bây giờ rồi thôi, rồi xong rồi, bay hết, rồi xong. Hôn liêng bay hết, xong. Trời ơi, Giàng ơi, sao con khổ quá vậy nè Giàng. Cuộc đời con kể như Tiêu Tùng rồi Giàng ơi. Cái giày, ai vừa mới gọi tên quan lớn thế hả? Ai thế? À, thì ra là mẹ. Mẹ vừa gọi tên quan lớn phải không mẹ? Mẹ, mẹ tự vả vô miệng ba cái, mau lên. Ô, tiên sư mày đi. Mau lên. Hai mẹ không vả gì. Mẹ không vả để con tát dùm cho con vả dùm cho. Một, hai, ba. Thôi. Thằng con trời đánh gãy cả bụng răng của tao. Rồi. Có ai không? Có ai ở đây không? Làm ơn làm phước giúp mẹ con tôi với. Có ai không? Mẹ, mẹ ơi, con về đây mẹ. Mình ơi, mình sao thế? Tỉnh lại đi mình ơi. Mẹ à. Dâu à. Con à. Mẹ ăn năn hối cải lắm rồi. Mẹ. Con ơi, là con ơi, mẹ kiểm nghiệm lại cuộc đời của mẹ rồi. Cứ mỗi lần mẹ gặp chuyện gì xa cơ, rắc rối khổ đau là con đều xuất hiện. Con ơi, lần này con về đây con đừng bỏ mẹ đi nữa nghe con. Dạ vâng ạ. Con xin lỗi đã làm cho mẹ và chồng con khổ sở. Mẹ bỏ lỗi cho con mẹ không, nhá. Không, lỗi là tại mẹ, lỗi là tại mẹ. Mình ơi. Mình ơi. Ai đó? Ai? Tiếng của ai mà nghe quen? Ai? Sư mày thằng rời đánh vợ mày, nó về rồi, tỉnh lại đi con ơi. Mình ôi, ơi. Đau răng quá. Hả? Ôi trời ơi, em về rồi sao? Em về rồi, em đừng bỏ anh đi nhớ em ơi. Em ơi. Thôi nào Nín, Nín đi nào. Anh và mẹ đã khổ nhiều rồi. Từ đây gia đình mình sẽ làm lại từ đầu phải không anh? Đúng rồi. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn em. Ôi trời ơi, con ơi. Dấu của mẹ ơi. Mẹ à. Đình nồng ấm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương lúa thắm xanh. Những tình mặn mà là mối tình đơn sơ, quê tôi thì...